Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 16 ngũ tiệc ma dương. Tác giả Thượng Quan Đỉnh, diễn và đọc Chương Vũ. Độc Cô Thanh Tùng nhìn theo cử động của Bích Nhi, không cười mà cũng không kêu lên tiếng nào. Bích Nhi bắn mình đến bên chàng sừng sổ nói: "Người màu màu phát lên càng cười cuồng dại như mọi lúc đi. Mau lên rồi nhanh tay điểm huyệt ta, nếu không thì đừng hòng thoát hiểm đâu." Độc Cô Thanh Tùng cười thầm, song chàng cũng động tính hiếu kỳ, bật cười thành tiếng, âm thanh như xé lụa. Dứt tràng cười, chàng quát lớn: "Tiểu Liễu Đầu, mẹ ngươi còn biết cung kính ta phần nào, ngươi lại dám vô lễ với ta?" Độc Cô Thanh Tùng vừa buông dứt câu nói, thì một tiếng ầm vang lên chấn động cả tòa lầu. Thì ra lục y quái bà đã lên đến nơi rồi. Trông thấy Độc Cô Thanh Tùng sắp sửa phóng chưởng đã kích nhi, bà ta đã thủ trước, chưởng kình của bà đã đánh nát một khung cửa. Bà cao giọng rồi thốt: "Tiểu tử, nếu công chúa bị tổn thương dù một phần nhỏ, ta sẽ băm dầm xác của ngươi ra thành muôn mảnh đó." Bích Nhi lúc đó quýnh quán lên, dèo người tới trước Độc Cô Thanh Tùng. Lục y quái bà bỗng hét lên: "Công chúa không được đâu, đừng!" Nhưng đã chậm mất rồi. Nàng đã xuất thủ, Độc Cô Thanh Tùng nhanh như chớp néo qua một bên tránh chưởng kình của nàng. Bàn tay tả của chàng đảo qua một vòng, chụp xuống xương vai của nàng nắm cứng lại rồi gằn giọng nói: "Lão bà, người hãy lùi lại ngay, đúng 3 bước, nếu cưỡng lời bước tới 1 bước nữa thì ta hạ sát công chúa ngài." Lục y quái bà bỗng rít lên: "Được lắm, ta thách người đó." Bà đảo bộ rồi gọi to: "Công chúa nóng nảy quá, há không biết là hắn đã học được kỳ công của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân hay sao? Không phải ai ai cũng có thể làm gì được hắn đâu, công chúa khinh thường hắn mới ra nông nổi như vậy." Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng nói: "Lão bà lui ra khỏi nơi đây mau, bà không có chuyện gì phải vào đây cả." Lục y quái bà hơi gườm gườm, rồi lại bước ra 2 bước, đột nhiên bà dừng lại rồi thét lên: "Cuồng tiểu tử, bà muốn hạ sát người ngay." Vừa ngay lúc đó thì 2 lục y thiếu nữ bước vào, tay cầm rượu, tay bưng thức ăn. Một đứa loan báo: "Lệnh chủ đến nơi." Lưu lão bà lộ vẻ sợ hãi, vội chen mình qua sông cửa rồi thoát đi. Độc Cô Thanh Tùng xúc động linh cơ, cao giọng thốt: "Lục Vũ lệnh chủ, bà đừng có giàn cảnh nữa. Hãy gọi quái bà trở lại đây nạp mạng cho ta, nếu không ta sẽ không có tiếp bà." Một bóng xanh bay vào nhẹ nhàng như chiếc lá vèo theo gió. Lục Vũ lệnh chủ đã xuất hiện giữa gian lầu. Môi của bà nhếch ra tựa như cười: "Sao, Lưu lão bà có đến đây sao?" Nhìn sang Bích Nhi còn trong tay của Độc Cô Thanh Tùng, lệnh chủ lần này cười thật, bà thốt: "Tử Kỳ ca, Bích Nhi có điều gì không phải cũng nên châm trước cho nó đi. Dù sao nó cũng có liên hệ phần nào với Tử Kỳ ca chứ. Nó là cháu gái của Tử Kỳ ca đó." Độc Cô Thanh Tùng giật mình kinh dị, buông tay Bích Nhi ra rồi hỏi nhanh: "Lệnh chủ giải thích rành hơn cho ta hiểu coi, chứ bảo suông như thế thì có ai mà tin được." Lục Vũ lệnh chủ nhếch mép cười rồi khẽ đáp: "Tử Kỳ ca, ta biết Tử Kỳ ca không đủ can đảm nhìn về dĩ vãng xa xưa 10 mấy năm qua, đã biết sự tình như thế nào mà còn hỏi khó ta làm gì chứ. Chẳng qua hiện tại ta chỉ có thể tóm lược rằng, dù ta sanh nó, song ta oán hận lão thất phu Độc Cô Phong vô cùng. Chính lão ấy đã hủy diệt hạnh phúc trọn đời của ta, do đó mới có cái vụ báo cừu ở trên Bách Trượng Phong tại Vân Vũ Cốc. Không ngờ lão thất phu đó thoát chết, mạng của lão chưa tận cùng thì hận của ta cũng chưa kết liễu được." Độc Cô Thanh Tùng rung người lên, chàng lắc đầu tỏ vẻ không tin. "Lệnh chủ bảo rằng Bích Nhi là con gái của Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong. Lệnh chủ không phải là Ngọc Kiếm Tiên Cơ thì Bích Nhi đâu thể là con của Thánh Kiếm Vũ Sĩ được. Ta không hiểu lệnh chủ muốn nói gì." Chàng từ từ xếp đặt mọi chuyện lại, rồi chàng tự hỏi: "Thế là nghĩa gì? Ta phải tìm hiểu cho rõ ràng mới được." Chàng cương quyết đáp: "Lệnh chủ muốn biết chân tướng của ta, được rồi, chỉ cần tỏ thật cho ta biết mọi việc, dù cho ta bị bắt buộc phải vĩnh viễn lưu lạc ở Lục Vũ Lâm này, ta cũng quyết không để cho lệnh chủ thất vọng đâu." Chàng lấy ở trong mình ra một đoạn kiếm gãy đưa lên cao rồi nói tiếp:
Lệnh chủ hãy cho ta hiểu rõ mọi chuyện liên quan đến Ngọc Kiếm Tiên Cơ. Ngược lại, ta sẽ dứt bỏ khung khăn che mặt, thờ cho lệnh chủ thấy rõ mặt của ta. Lục Vũ lệnh chủ thoáng trong đoạn kiếm ở trên tay của chàng, thần sắc biến đổi ngay. Mặt của bà thoạt đỏ, thoạt trắng, tâm tư dao động mạnh. Bà cao giọng thốt. Độc Cô Tử Kỳ, ngươi nhất định buộc ta phải tự miệng mình tường thuật lại chuyện xa xưa. Ngươi nhất định làm cho ta phải tủi nhục với việc ngày qua. Được rồi, ngươi sẽ được tội nguyện mà. Bà gằn giọng rồi nói tiếp. Ngươi muốn ta khởi điểm từ giai đoạn nào đây? Lục Vũ lệnh chủ toàn thân run rẩy kinh hoàng. Bà không giữ được sự bình tĩnh nữa rồi. Bích Nhi trong tình trạng liền chen lời vào. Ta thực hộ cho lệnh chủ có được không? Độc Cô Thanh Tùng lạnh giọng nói. Ai cũng được, miễn là sự thật thì thôi. Bích Nhi dài qua Lục Vũ lệnh chủ. Mẫu thân, hãy để cho con làm cái công việc ấy cho mẹ. Mẹ về cấm cung nghỉ ngơi cho khỏe đi. Rồi một lúc nữa hãy trở lại đây. Câu nói của Độc Cô Thanh Tùng đã chạm mạnh vào tâm tư của Lục Vũ lệnh chủ. Đôi mắt của bà án ngợi lên màn lệ. Bà yên lặng rồi rời gian lầu. Nhìn theo bóng của bà ra đi, Độc Cô Thanh Tùng nghĩ ngợi miên man. Chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Giữa Lục Vũ lệnh chủ và đại thúc có một đoạn tâm tình lâm ly thống thiết vô cùng. Nên con người uy dũng như bà, hùng cứ Lục Vũ Lâm, dèo khủng khiếp trên giang hồ mới có những lúc không giấu nổi, được chỗ yếu hèn như phạm nhân tục tử. Đợi cho Lục Vũ lệnh chủ khuất dạng rồi, Bích Nhi bài biện rượu và thức nhắm lên bàn. Đoạn cùng Độc Cô Thanh Tùng cả hai ngồi xuống đối diện với nhau. Nàng bắt đầu khởi đầu câu chuyện, lên tiếng hỏi. Thật tình ngươi muốn mẹ biết mặt thật của ngươi? Độc Cô Thanh Tùng đáp. Sao lại không thật? Ta còn thắc mắc nặng nề về Ngọc Kiếm Tiên Cơ. Biết được những gì về bà ấy rồi, ta không còn lý do quan hệ giấu chân tướng nữa. Bích Nhi vừa rót rượu ra chén vừa thốt. Ngươi biết được rồi thì càng đau khổ thêm chứ có ích lợi gì đâu. Tùy ngươi vậy. Trước hết ta kính ngươi một chén rượu để chứng tỏ ta thật tâm với ngươi. Độc Cô Thanh Tùng nâng chén rượu lên nóc cạn. Bích Nhi cũng nâng chén. Rồi nàng từ từ thôi. Ngọc Kiếm Tiên Cơ đẹp như thiên tiên, vợ của Thánh Kiếm Vũ Sĩ, sao bị Thánh Kiếm Vũ Sĩ giết chết? Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc hỏi. Lý do gì mà Thánh Kiếm Vũ Sĩ tự tay giết vợ vậy? Bích Nhi đáp. Chỉ vì bà ấy bị Cửu Long Thần Ma cưỡng hiếp. Thánh Kiếm Vũ Sĩ tủi nhục nên hạ sát bà ta. Giết vợ xong rồi, Thánh Kiếm Vũ Sĩ tìm Cửu Long Thần Ma không gặp. Không gặp thần ma thì gặp ba người con gái của thần ma, mà giang hồ gọi rằng là Tuyết Sơn Tam Nhạn. Thánh Kiếm Vũ Sĩ mang tất cả ba nàng đi. Bích Nhi thốt đến đó thì choáng váng mặt mày. Nàng nghe đầu nàng nặng xuống, trời như quay, đất như sụp. Vừa lúc đó thì quái lão bà họ Lưu xuất hiện ở bên ngoài sông cửa. Bà dừng chân lại nhìn vào bên trong một chút, đoạn nhanh nhẹn chui qua sông rồi tiếp đến. Bích Nhi cố gượng gọi to. Già ơi, đừng có giết chàng nha. Độc Cô Thanh Tùng cũng cảm thấy đầu óc choáng váng mắt qua lên. Chàng biết ngay mình uống phải mê tửu, cấp tốc điều giận ngưng khí, nhưng lực bất tòng tâm. Không có kết quả gì nữa, chàng hét to. Lục Vũ lệnh chủ, ơi, Độc Cô Thanh Tùng này. Còn sống sót được, ta quyết không có dung cho bà đâu. Bùng bùng. Hai thân xác một nam một nữ cùng một lượt ngã nhào xuống nền nhà. Quái bà họ Lưu cười lên hăng hát tỏ vẻ đắc chí vô cùng. Bà giương tay ra, bà tát mạnh vào mặt của Độc Cô Thanh Tùng mấy cái bạt tay rồi gằn giọng nói. Thằng tiểu tử, xem ngươi còn ngông cuồng nữa hay không? Tiểu tử định nằm dạ đây hay sao? Bà lại tát thêm mấy cái bạt tay nữa, rồi bà lại cười lên hăng hắc. Một lúc lâu thì chừng như bà đã hả dạ lắm rồi. Bà chưa tiêu được cái chưởng của chàng đánh vào yếu huyệt của bà tại Lục Vũ Lâm, làm cho bà ngã gục. Bà thấy cần phải tát mấy bạt tay nữa cho sướng tay. Sau cùng thì bà cúi xuống bế sóc Bích Nhi, bỏ mặt Độc Cô Thanh Tùng tại chỗ, mang Bích Nhi rời khỏi Bách Hoa Cư. Bà vừa đi vừa nhìn lại chàng rồi hằn học. Nếu không nể mặt lệnh chủ hả? Ta biến ngươi thành một tên phế nhân rồi. Thời khắc trôi qua,
Lục Vũ lệnh chủ đã lắng dịu nguôi lòng, liền rời cấm cung đến Bách Hoa Cư. Trông thấy Độc Cô Thanh Tùng còn nằm đờ ở dưới nền, bà cười thầm rồi tự thốt: Tử Kỳ ca, hơn 10 năm qua nào có ai biết được mặt thật của Tử Kỳ ca đâu. Hôm nay thì đừng hòng giấu giếm nữa nha. Bà bước tới cuối mình tới, giật vuông khăn bao mặt. Bà lùi lại nhanh, một gương mặt hiện ra theo tay giật của bà. Gương mặt một chàng trai chưa đầy 18 tuổi, thanh tú tuyệt vời. Lục Vũ lệnh chủ rung cả người lên, bà lùi lại mãi, bà hét lên: Người không phải là Tử Kỳ ca của ta, Liệt Mã Cuồng Sinh, không phải là Hàng Ba Kiếm Khách. Hét lên một tiếng, bà ngây người đứng lặng. Lâu lắm rồi bà mới phát lên được một tràng cười cuồng loạn. Tràng cười như muốn dút tận chính tầng mây, ghê rợn vô cùng. Bà lạnh giọng rồi thốt: Người không phải là Hàng Ba Kiếm Khách, người cũng không phải là Độc Cô Tử Kỳ, thì người đáng tội chết, nhất định phải như vậy. Bà xoay người một vòng, một cánh tay theo đà xoay dương ra chiếu thẳng xuống ngực của Độc Cô Thanh Tùng. Một cầu thét gấp vang lên: Chủ nhân, nương tay cho hắn. Quái lão bà họ Lưu cất tiếng ngăn chặn Lục Vũ lệnh chủ. Lục Vũ lệnh chủ thu tay về lạnh lùng hỏi: Bà muốn gì? Quái bà lên tiếng đáp: Công chúa yêu cầu chủ nhân tha cho hắn. Lục Vũ lệnh chủ kêu à lên một tiếng rồi thốt: Hắn là ai vậy? Hắn còn nhỏ tuổi lắm, hắn không phải là Liệt Mã Cuồng Sanh đâu. Quái lão bà gật đầu: Đúng như lệnh chủ đã nghĩ, thằng tiểu tử này không phải là Liệt Mã Cuồng Sanh, nhưng hắn luyện được kỳ công của Đông Hải Kỳ Tổ. Dù hắn không phải là Liệt Mã Cuồng Sanh, hắn vẫn có liên hệ với Liệt Mã Cuồng Sanh đó. Lục Vũ lệnh chủ gật đầu trầm lặng một lúc rồi thốt: Hắn mạo nhận Liệt Mã Cuồng Sanh, mang kiếm vào Lục Vũ Lâm, ta có tha hắn được không chứ? Quái lão không nói gì nữa. Lục Vũ lệnh chủ lại lên tiếng nói tiếp: Thôi được rồi, bà hãy gọi Bích Nhi đến đây đi. Bước vào Bách Hoa Cư, cử động đầu tiên của Bích Nhi là nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Chàng không cần nhìn đến ai khác, mặc dù Lục Vũ lệnh chủ có mặt. Lệnh chủ là mẹ nàng, nàng phải hỏi han sức khỏe trước. Lục Vũ lệnh chủ nghiêm chỉnh sắc mặt rồi hỏi: Bích Nhi, tại sao con cầu tình cho hắn vậy? Hắn ngang nhiên mang kiếm vào Lục Vũ Lâm, hắn phải chết vì hành động đó, còn không biết như vậy sao? Giọng nói của bà lạnh lùng cương nghị vô cùng, làm cho Bích Nhi ngao ngán. Tuy nhiên nàng vẫn tha thiết yêu cầu: Mẫu thân, hắn không phạm tội đối với mẹ. Lục Vũ lệnh chủ soi giận tia mắt bừng sát khí, bà nạt to: Người câm miệng đi. Bà dịu giọng hơn một chút rồi lên tiếng nói tiếp: Bích Nhi, con cho là hắn vô tội đối với mẹ à? Hắn phạm vào điều đại kỵ của mẹ đó. Chỉ nội cái chuyện hắn mang kiếm đến đây, mẹ cũng khó tha thứ cho hắn rồi. Bích Nhi nhìn Độc Cô Thanh Tùng một lượt nữa, chừng như cái nhìn đó tăng can đảm cho nàng. Nàng cao giọng rồi thốt: Mẹ, dù cho hắn mang kiếm vào Lục Vũ Lâm, thì mẹ nên bắt tội hắn ngay từ lúc hắn mới đến kìa. Nếu muốn giết hắn, mẹ giết lúc đó đi. Tại sao mẹ lại tha cho hắn đợi đến bây giờ mới có cái ý đó vậy? Lục Vũ lệnh chủ biến hẳn sắc mặt, bà trầm lạnh giọng rồi thốt: Bích Nhi à, con thấy hắn mài thanh mặt đẹp, rồi con có cảm tình với hắn có phải không? Bích Nhi lắc đầu: Không, con không có ý đó đâu. Mẹ nên hiểu rằng hắn có Ngọc Kiếm Tiên Cơ ở nơi mình. Điều đó hắn phải có nguyên nhân chứ. Mẹ nên lượng tình chăm trước, sau này quyết định cũng không muộn gì. Mẹ nghĩ lại đi mẹ. Câu nói của Bích Nhi thức tỉnh ngay Lục Vũ lệnh chủ. Bà cho là nàng nói có lý. Tốt hơn là bà phải truy cứu trường hợp và tìm hiểu xa hơn. Biết đâu sẽ rất có ích cho bà. Bà đưa tay vào mình lấy ra một chiếc bình bằng ngọc, khều móng tay lấy một chút phấn dược, rồi rắc lên mũi của Độc Cô Thanh Tùng. Rắc xong, bà điểm vào huyệt kiên tỉnh của chàng. Đang mê man, Độc Cô Thanh Tùng nghe có một mùi gì đó rất lạ. Bất giác chàng tỉnh lại, nhưng chàng không cử động gì được. Biết là bị điểm huyệt bất động, chàng căm hờn rồi hét to: Lệnh chủ hành động như vậy là hèn lắm. Lệnh chủ thật là một con người vô sĩ đó. Lục Vũ lệnh chủ quát lớn:
Ngươi câm cái miệng ngươi lại ngay. Bà dai sang lão bà rồi nói, ngươi tát cho hắn mấy cái bạc tai ta coi nào. Lão quái bà lướt tới như bay cao giọng thốt, tiểu tử, ngươi còn mở miệng buông lời vô lễ với lệnh chủ thì ta sẽ giả tát miệng của ngươi đó. Tuy nói như thế nhưng lão bà đưa tay lên rồi, một trận mưa tát tài tới tấp dút vào mặt của chàng, trong khoảnh khắc gương mặt thanh tú đã sưng phù lên. Độc Cô Thanh Tùng quát mắt nảy lửa nhìn Lục Vũ lệnh chủ và lão quái bà hét lên như cuồng loạn. Lão quái bà, ta lầm kế của bọn ngươi, ta bị bọn ngươi hành hạ, được rồi, cứ giết ta đi. Để cho ta còn sống sót ngày nào thì Lục Vũ Lâm này sẽ trở thành bình địa. Lục Vũ lệnh chủ mặt lạnh như tiền quay sang Bích Nhi nói, con xem đó, có thể nào dung tha cho nó được hay không đây? Bích Nhi chưa kịp đáp thì Lục Vũ lệnh chủ đã hạ lệnh. Bà lão đâu, điểm tam quyền trọng quyệt của hắn lập tức coi. Bích Nhi thất sắc thét to, mẹ, mẹ không nên làm thế. Nàng nhào tới chặn quái lão bà lại. Nàng liên thanh gọi lệnh chủ, mẹ, con gian cầu mẹ một lần, trọn đời con chỉ gian xin mẹ một lần thôi. Tha hắn đi mẹ, nếu không mẹ sẽ hối tiếc đó. Độc Cô Thanh Tùng nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, chàng hết sức là khẩn trương. Nhận thấy cái chết trong đường tơ kẻ tóc, chàng ngầm giận công tự giải khai quyệt đạo của mình. Lục Vũ lệnh chủ không màng đến lời kêu gọi cầu tình của Bích Nhi. Bà trầm giọng hướng về Độc Cô Thanh Tùng rồi nói, cuồng tiểu tử, bình sanh bổn lệnh chủ không hề hỏi tên họ của ai cả. Kẻ nào phạm vào điều cấm kỵ của ta, kẻ đó phải chết ngay. Biết tên họ cũng không có ích gì, nhưng hôm nay ta phá lệ, ta hỏi ngươi hai điều. Độc Cô Thanh Tùng không đáp, chàng tiếp tục giận công giải quyết. Lục Vũ lệnh chủ tiếp hỏi, tại sao ngươi lại mạo nhận liệt mã cuồng sanh? Đoạn kiếm gãy của Ngọc Kiếm Tiên Cờ ngươi nhặt ở đâu mà có? Chàng vẫn không đáp, bận giận công nhưng trừng mắt nhìn bà. Lục Vũ lệnh chủ lại tiếp, tiểu cuồng tử, ngươi ngoan cố không đáp lời của lão lệnh chủ ta thì tự chuốc lấy thêm khổ cho mình, chả có lợi ích gì đâu. Độc Cô Thanh Tùng nhếch môi, điểm nhẹ một nụ cười. Lục Vũ lệnh chủ cuồng nộ quát to, già đâu, đánh nữa đi. Lão quái bà lại bay người tới, giáng hai cái bạt tay nảy lửa vào gương mặt đã sưng húp của chàng. Sắc mặt trắng trở thành màu tím, gây xúc động mạnh cho Bích Nhi. Nàng run người lên, nhưng nàng không biết phải làm gì hơn khi người ta lệnh tàn độc lại là mẹ của nàng. Lục Vũ lệnh chủ lại hét, cuồng tiểu tử, người có chịu nói hay là không? Lúc đó Độc Cô Thanh Tùng sắp sửa khai thông các quyệt đạo của mình. Chàng dai mặt sang nơi khác không màng nghe Lục Vũ lệnh chủ, mặc cho bà nói gì thì nói. Trong vào gương mặt của Lục Vũ lệnh chủ, Bích Nhi đã hoảng sợ. Biết bà ta đang lấy thái độ quyết liệt rồi, không còn cách gì lay chuyển lòng dạ của bà ta được trong lúc này. Bích Nhi bối rối bước đến gần Độc Cô Thanh Tùng tha thiết nói, nói đi, chịu khó nói đi một tí thôi, ta cam kết là mẹ sẽ nương tay cho. Độc Cô Thanh Tùng vẫn nín lặng. Bỗng Lục Vũ lệnh chủ quay lưng lại hướng mặt vào lão quái bà và nói, lão quái bà, tiểu tử cam chịu chết, vậy bà hãy xuống tay đi. Bích Nhi tuyệt vọng hoàn toàn, gian mẹ, mẹ không siêu lòng, gian Độc Cô Thanh Tùng chàng không đổi ý. Nhưng còn nước còn tát, nàng cương quyết cứu Độc Cô Thanh Tùng cho bằng được. Nàng dở đòn tâm lý, đòn cuối cùng, cố đánh mạnh vào tình cảm tình mẫu tử thiêng liêng. Dù nàng thừa hiểu Lục Vũ lệnh chủ là một con người sắt đá khô khan, đối với nàng cũng như bất kỳ là ai, chả có điểm nào là hiền diệu. Nàng bay mình qua khung cửa của Bách Hoa Cư, vừa chạy vừa thốt giọng vào, mẹ, từ nay Bích Nhi sẽ không trở lại Lục Vũ cung nữa, mẹ cứ giết chàng đi. Lục Vũ lệnh chủ thản nhiên bất động. Bà là một con người sắt đá, thiết tưởng trên thế gian này không còn có người đàn bà thứ hai. Bà không gọi con gái trở lại, bởi bà nghĩ rằng nếu gọi Bích Nhi trở lại thì không khác nào thú nhận là bà bị nàng gây chấn động tâm tình mà nhượng bộ. Tuy nhiên có lắm lúc vì một tự ái, vì một quyền lợi mà con người bắt buộc phải dẫm lên tình cảm, đeo mặt nạ băng giá, chứ trong thâm tâm vẫn xao xuyến một tình thương. Có lẽ Lục Vũ lệnh chủ đang trong tình trạng đó. Bà giãy tay ngăn chặn quái bà rồi nói,
Lão quái bà thông thả một chút đi. Nhìn tà áo rung rung ở phía sau lưng của Lục Vũ lệnh chủ, Độc Cô Thanh Tùng biết rõ bà đắn đo giữa tự ái và tình mẫu tử. Giờ đây chàng hoàn toàn bình phục lại rồi. Các quyệt đạo khai thông, khí huyết thuận hành, tùy vận chuyển. Chàng vẫn giả giờ nằm yên bất động trên nền gian lầu, chờ xem diễn biến tình hình. Bách Hoa Cư, sau khi Bích Nhi thoát đi rồi, chìm trong một bầu không khí nặng nề, bốn bề im phăng phắc. Ở bên ngoài bầu trời trong sáng dần dần lại tối. Mây kéo về càng lúc càng dày, một cơn mưa sắp sửa đổ xuống. Đột nhiên Lục Vũ lệnh chủ bật tiếng cười khanh khách, giọng cười sắc bén lạnh lùng như châm chích vào tai, gây cảm giác rợn rợn nơi Độc Cô Thanh Tùng. Bà cười mãi, tràng cười kéo dài như vô tận. Bà vừa cười vừa cất bước những bước chân nặng nề ra bên ngoài Bách Hoa Cư. Bà dừng cười, bà dừng chân tại khung cửa. Quái lão bà vẫn còn đứng im bên cạnh Độc Cô Thanh Tùng, khoảng cách từ vừa tầm tay. Đôi mắt của lão quái bà chăm chú nhìn chàng, đôi tai chờ nghe lệnh của chủ nhân. Độc Cô Thanh Tùng nhớ lại, quái lão bà xưa kia là tình nhân của Bạch Cốt Thần Ma. Chàng nhìn lên gương mặt già nua xấu xí của lão bà, chàng như nửa thương nửa ghét. Thương vì tâm trạng của một người tình bị phụ, ghét vì hoàn cảnh đối lập như thù. Chàng để một nụ cười lạnh, Cửu Âm Thần Công đã dồn sẵn vào tay, chực ứng phó diễn biến liền. Lục Vũ lệnh chủ bỗng gọi, lão quái bà. Lão quái bà miệng đáp mà mắt vẫn không rời Độc Cô Thanh Tùng. Có ta đây. Bà thấy sao, nên giết hắn hay không? Dạ tùy lệnh chủ quyết định à. Lục Vũ lệnh chủ bước đi, xa lần Bách Hoa Cư. Đột nhiên bà quay người lại rồi giống dạc thốt. Quy danh của Lục Vũ lệnh chủ vẫn lập trên giang hồ hơn mười mấy năm qua. Chẳng lẽ vì một Bích Nhi mà bỏ trôi theo dòng nước sao? Lão bà ngươi xuống tay đi. Độc Cô Thanh Tùng nghe một luồng điện lạnh chảy khắp người chàng. Chàng kinh sợ căm độ của Lục Vũ lệnh chủ vô cùng. Ra lệnh cho lão quái bà xong, Lục Vũ lệnh chủ giúp đi luôn. Tràng cười ghê rợn còn vọng đến gian lầu tòa nhà đá. Quái lão bà lộ vẻ hung ác vô tưởng, vừa nhìn Độc Cô Thanh Tùng vừa lẩm nhẩm. Bạch Cốt Thần Ma. Đào ca, ta vì đào ca mà trừ một tay kình địch. Đến lúc đó Độc Cô Thanh Tùng mới hiểu, quái lão bà vẫn còn yêu Bạch Cốt Thần Ma, mặc dù lão ma này đã ruồng rẫy phụ bạc bà. Bà nhân việc của Lục Vũ lệnh chủ thỏa mãn niềm riêng của bà đối với Bạch Cốt Thần Ma. Quái lão bà bước tới từng bước một, chậm chậm nghiêm trọng bà gằn từng tiếng. Tiểu tử, ngày này năm sau có ai cúng dỗ cho ngươi không? Tội nghiệp, tự mình làm, đừng nên trách ai cả. Bà đã đến gần Độc Cô Thanh Tùng lắm. Bà do dự một chút, rồi nhanh như chớp bà đưa ngón tay toan chọt vào huyệt quyền cơ nơi ngực của chàng. Độc Cô Thanh Tùng đã sẵn sàng. Lão quái bà xuất thủ rất nhanh, nhưng chàng còn nhanh hơn. Bàn tay tả đưa lên chộp vào cổ tay của quái bà chận ngài yếu huyệt. Bàn tay hữu tiếp theo dùng một chiêu thức thiên dương thác tháp, tung một chưởng vào ngực của lão quái bà. Bùng! Lão quái bà họ Lưu kêu oái lên một tiếng, phúng máu miệng thành dòi. Đồng thời thân hình của bà ta bị bắn bay ngược trở lại, rơi ra ngoài hơn ba trượng, bật lên tiếng đánh phịch. Đôi mắt của bà lồi ra ngoài, hai bên mép miệng còn rỉ máu. Bà chết tức khắc trong cảnh trạng hết sức là thê thảm. Độc Cô Thanh Tùng đã đứng lên liền theo, chiều thế phát xuất. Nhìn xác chết trước mặt, chàng hừ lạnh một tiếng, đoạn khẽ nhúng chân một phát. Bóng trắng bay dèo qua khung cửa, trong thoáng mắt đã xa rời Bách Hoa Cư. Vừa lúc đó thì có một bóng xanh từ ở phía trước mặt chạy ngược về phía chàng. Dùng kinh lực vào tay, Độc Cô Thanh Tùng nhắm ngay cái bóng xanh, tung mạnh một chưởng đồng thời quát. Hôm nay ta quyết đại náo Lục Vũ Cung một phen cho các ngươi biết quay. Bóng xanh hoảng hốt dội lách mình sang một bên, nhường cho đạo kình lực đi qua rồi dừng chân lại. Độc Cô Thanh Tùng kịp thời nhìn chiếc bóng đó, chàng buộc miệng kêu lên. Bích cô nương không rời Lục Vũ Cung sao? Bích Nhi nhìn chiếc áo trắng của Độc Cô Thanh Tùng thấy có nhiều dấu máu. Nàng hấp tấp hỏi. Lão bà họ Lưu, Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh. Cô nương sẽ không thấy mặt bà ấy nữa đâu.
Bích Nhi buông tiếng thở dài, nàng chỉ tay về góc cung đông bắc rồi thốt: người giết chết già Lưu, mẹ sẽ không dung tha đâu. Mẹ sẽ tìm ngươi khắp bốn phương trời, trả thù cho già Lưu đó. Long Mã còn tại đại sảnh, hãy vào ngay tìm nó rồi trốn nhanh lên. Độc Cô Thanh Tùng bước tới hai bước, cầm tay của Bích Nhi thốt với niềm xúc động: cô nương, cô nương đối với tôi quá tốt. Ngày nào gặp lại nhau, Độc Cô Thanh Tùng quyết báo đền cho xứng. Bích Nhi nhìn chàng qua màn lễ cất giọng run run: đừng nhắc đến chuyện đó làm gì. Kiếp này kể như chúng ta vĩnh viễn xa nhau, không mong gì gặp lại nữa đâu. Người đã giết già Lưu, người giết chết oai danh của mẹ. Mẹ chỉ hiền diệu đối với hàng ba kiếm khách mà thôi. Còn ra bất cứ ai, mẹ đều lạnh nhạt tàn khốc vô cùng. Người đền thoát đi, người chưa phải là đối thủ của mẹ đâu. Đừng dần già mà uổng mạng. Độc Cô Thanh Tùng cảm xúc quá, chàng siết mạnh tay của Bích Nhi rồi cao giọng thốt: nếu đúng như lời cô nương vừa bảo, tuy tôi không có liên quan gì với cô nương, tôi vẫn thấy có trách nhiệm phần nào trong sự tình, ít ra là trên phương diện đạo nghĩa. Chàng tiếp lời với giọng cương quyết: đi cô nương, chúng ta trở lại tìm mẹ cô. Bích Nhi lắc đầu: không, không thể được đâu. Đừng có liều vô ích, người hãy chạy đi. Thoát chết với Tam Quyền Trọng Quyệt, kể ra là cũng may mắn cho ngươi lắm rồi. Đừng mong mà may mắn một lần nữa. Tại sao Lục Vũ lệnh chủ tàn khóc đến độ lạnh lùng với con gái của chính mình như vậy chứ? Ta phải thử xem bà ấy đối với Bích Nhi như thế nào. Nghĩ là làm liền. Độc Cô Thanh Tùng đưa tay tả lên nhanh như chớp, điểm vào quyệt của Bích Nhi. Nàng kêu á lên một tiếng rồi thân người mềm nhũn ra, đôi chân sụm xuống. Độc Cô Thanh Tùng vòng tay hứng nàng kịp khỏi ngã, rồi bế sóc nàng lên. Chàng dẫm chân giọt mình lên không rồi phi thân bay về góc cung đông bắc. Tuy rằng bị điểm quyệt, nhưng Bích Nhi vẫn còn đủ thần trí. Nàng hấp tấp hỏi: ngươi muốn làm gì vậy? Định cướp ta mang đi có phải không? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu nói: không, Bích Nhi cô nương an tâm đi. Ta muốn thử xem lòng dạ của Lục Vũ lệnh chủ có đúng như lời mà cô đã nói hay không. Bích Nhi hừ lạnh: ngươi tưởng ngươi đèo ta thế này, rồi mẹ ta sẽ nương tay không hạ sát ngươi phải không? Đừng có mong như thế. Mẹ đã chết lạnh lương tâm từ mấy mươi năm nay rồi. Từ ngày mà Thánh Kiếm Vũ Sĩ mang mẹ lên Nga Mi Sơn, cùng ở đấy suốt cả mấy tháng trời bên nhau, sau cùng thì Thánh Kiếm Vũ Sĩ bỏ mặc mẹ trong hang sâu. Chỉ vì việc đó mà mẹ thù hận Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Mẹ thù hận đời, mẹ thù hận cả thiên hạ. Bất cứ ai mang kiếm như Thánh Kiếm Vũ Sĩ là mẹ giết ngay, mẹ rất là ghét. Độc Cô Thanh Tùng nghe được chuyện đó, chàng kinh hãi hết sức. Chàng dừng chân lại. Vừa lúc đó thì bỗng có một tiếng sấm nổ ngang trời, giang rền lồng lộng, rồi mưa trút xuống như thác đổ, ướt đầm đìa cả mình mấy. Cả hai ướt như hai con gà nhúng ở trong nước vậy. Xong Độc Cô Thanh Tùng lo nghĩ đến xuất thần, không nghe mưa gió gì cả. Chàng hỏi gấp: Bích cô nương nói gì vậy? Mẹ cùng Thánh Kiếm Vũ Sĩ ở chung nhau ở trong hang sâu Nga Mi Sơn. Ở chung nhau là ở như thế nào? Mưa tạt vào mặt, vào mũi. Bích Nhi khó thở vô cùng. Mãi một lúc sau, nàng rút nước mưa cho khỏe xong rồi thở ra nàng thốt: ta đã bảo rằng Thánh Kiếm Vũ Sĩ căm thù Cửu Long Thần Ma cưỡng hiếp vợ của mình, nên tìm thần ma để trả hận. Không gặp Cửu Long Thần Ma, lại gặp ba người con gái của thần ma, Thánh Kiếm Vũ Sĩ bắt hết. Mẹ là người thứ ba, mẹ còn có hai người chị nữa. Nàng dừng lời lại một chút rồi mơ buồn cảnh ngộ, đoạn tiếp nói: ngươi tưởng Thánh Kiếm Vũ Sĩ mang mẹ đi cùng sống chung cách nào không? Cưỡng hiếp mẹ, xem mẹ như trò chơi, dài dò cho thỏa hận, rồi bỏ rơi tại một hang núi sâu. Độc Cô Thanh Tùng kêu ả lên một tiếng, chàng ngây người ra như một pho tượng. Bỗng nhiên chàng nhớ lại, lần chàng đến Tàn Long Trang tìm Cửu Châu Đại Hiệp ở trên tòa lầu đó, chàng đã gặp Cửu Long Thần Ma. Bên cạnh của lão có ba tượng đồng nữ nhân, mặc áo màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Người áo vàng có phải là Kim Soi giáo chủ không vậy? Độc Cô Thanh Tùng thấy lòng mình hoang mang vô cùng. Bao nhiêu điều bí mật kế tiếp chồng chất lên nhau.
chớp nhoáng làm cho chàng không còn hiểu được chuyện gì cả. Chàng nhìn sững vào Bích Nhi, chàng xuất thần đến độ không hay biết mưa đang trút xuống đầm đề và ướt cả người của chàng. Lâu lắm chàng mới cất tiếng nói: "Bích cô nương." Nàng đưa mắt nhìn chàng, rồi chàng tiếp nói: "Cô nương là con gái của Thánh Kiếm Vũ Sĩ sao?" Bích Nhi gật đầu không đáp, nước mắt trào ra hòa cùng nước mưa tràn đầy khuôn mặt. Độc Cô Thanh Tùng cố kềm hãm cho toàn thân ngừng rung chuyển, chàng hỏi tiếp: "Có phải trước khi bị làm nhục ở trên Nga Mi Sơn, lệnh chủ và Hàng Ba kiếm khách đã yêu nhau rồi phải không? Chắc vì vậy mà lệnh chủ chỉ dành biệt nhãn riêng cho Hàng Ba kiếm khách, và duy nhất chỉ có Hàng Ba kiếm khách thôi. Ta nghĩ là cả hai rất chung tình với nhau." Bích Nhi lại gật đầu. Độc Cô Thanh Tùng lại tiếp: "Rồi Hàng Ba kiếm khách tự xưng là Liệt Mã Cuồng Xanh, thành một con người khác, che giấu mặt mày, không nhìn người trong thiên hạ. Rồi kể từ sau ngày lệnh chủ bị Thánh Kiếm Vũ Sĩ bắt mang đi." Bích Nhi lại gật đầu, nàng nhấn mạnh: "Nếu quả thật Liệt Mã Cuồng Xanh là Hàng Ba kiếm khách trá hình, ta dám quả quyết là người tráo danh đổi hiệu cũng chính vì việc đó." Độc Cô Thanh Tùng đã hiểu rõ việc lắm rồi. Chàng nghĩ, thảo nào mà Gia Gia chẳng thẹn nhìn đại thúc, thì ra nguyên nhân là như vậy. Rồi chàng tưởng đến nguồn gốc của mình: "Còn ta, ai sanh ta ra? Theo lời của Kim Xoa giáo chủ thì Ngọc Kiếm Tiên Cơ không sinh nở. Vậy ai là mẹ của ta?" Chàng đột nhiên biến sắc, một ý niệm nảy sinh táo bạo. Chàng bế Bích Nhi vượt qua hoa viên, đến con đường hành lang dài nối liền hai cung mặt tiền với Bách Hoa Cư. Chàng chạy theo con đường hành lang đó. Bách Nhi trông thấy thần sắc của Độc Cô Thanh Tùng, nàng hết sức lấy làm lạ, rồi thấp giọng hỏi: "Ngươi định làm gì vậy? Ngươi mang ta đi đâu đây?" Độc Cô Thanh Tùng đáp một cách dư dơ: "À, ta cũng không biết nữa, nhưng ta thấy ngứa ngáy trong người quá." Bích Nhi hoảng hồn: "Ngươi chạy đi kiếm mẹ ta, có phải không?" Rồi chợt nhớ đến chuyện gì, Bích Nhi lại hỏi: "Vừa rồi ngươi nói ngươi tên là Độc Cô Thanh Tùng, vậy ngươi họ Độc Cô sao?" Độc Cô Thanh Tùng gật đầu, rồi lại lắc đầu chàng thốt: "Ta cũng không được rõ nữa, mình có thật là Độc Cô hay không? Đại thúc đã cứu ta từ Vân Vũ Cốc, mang đến Bạch Mã Sơn Trang, nhờ người nuôi dưỡng. Rồi sau đó đại thúc bảo rằng ta là con của Thánh Kiếm Võ Sĩ." Thúc đến đây Độc Cô Thanh Tùng để một nụ cười lạnh rồi nói tiếp: "Bích cô nương, nếu lời đại thúc đúng như sự thật thì cô nương là chị hay là em của ta cũng không chừng." Bích Nhi mở tròn đôi mắt: "Trời ơi, lại có chuyện như vậy sao? Ngoài công Cửu Long Thần Ma có ba người con tất cả, ba người đều bị Thánh Kiếm Võ Sĩ cưỡng hiếp giống như nhau. Ba người cùng bị mang đến Nga Mi Sơn ở riêng biệt, một người một động, suốt thời gian một tháng trời. Thánh Kiếm Vũ Sĩ không yêu gì ba người này, chỉ làm để mà trả thù Cửu Long Thần Ma đã cưỡng hiếp Ngọc Kiếm Tiên Cơ. Ngươi biết mẹ mình là ai không vậy?" Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: "Không, cả cha lẫn mẹ ta đều không biết mặt người nào hết." "Ờ, thì còn biết ai nữa chứ?" Chàng thay đổi ý kiến: "Quý thính giả thân mến, Ngũ Tuyệt Ma Dương phần 16 của tác giả Thượng Quan Đỉnh đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 17 tiếp theo trong chương trình kỳ tới. Xin tạm biệt."